cổ lường. Biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Phan Muộn. Nghi lễ cúng then chúc thọ cổ lường, nghĩa là bổ thêm lương vào bịch gạo mệnh của người đồng bào dân tộc Tây Nùng, được dành cho người cao tuổi, tổ chức nhiều vào dịp xuân. Trong năm, tiếng đàn tính vang lên không đơn thuần chỉ là âm thanh, âm điệu, mà còn chất chứa trong đó biết bao điều chỉ có người ăn đời ở kiếp với cây đàn tính mới thấu hiểu được. Tam môn vần cây xa, ha môn vần cây à hương ơi, cây xa vần cây xa là hương, cây hương vần cây hương là khai, thắp tàng kinh phú đại à theo loan na, vần lễ xe hương tề kinh thông à phù sang à, soi quân tề kinh thông à phù giáo ơi. Nào, hãy chuẩn bị tư trang, sắm lễ vật, triệu binh mã, lên cõi thiên sinh, tìm cây lý núi cao, cây đa rừng thẳm, làm cầu nối số, làm thang nối mệnh, cầu cho cây đời mệnh chắc, số bền như đá núi, cây đời sống lâu, gió to chẳng chuyển, bão giật chẳng rung. Lục bóc du tờ trường, lục hương du tờ thán, thắp đầy phần con, dọn đầy phần phang. Đang phó thấu châu đường, cục tô toàn lệ kinh khai phù sang, xe hương mà kinh không phù giáo ơi. Thank you.
thuở ấy, từ xa xưa lắm, có anh chàng tên là Siên Cân, đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Chàng nhìn xuống suối, thấy khuôn mặt mình già nua, buồn phiền, chàng ao ước có được một cây đàn để tâm giao những lúc đơn côi. Chàng lên trời xin giống cây dâu và hạt quả bầu về trồng. Cây dâu lớn nhanh, cành lá tốt tươi, đàn tằm miệt mài thả tơ, còn dàn bầu đã ra hoa kết trái. Chàng Siên Cân lên rừng kiếm cây khảo hương làm cần đàn, sừng đàn, lấy sợi tơ tằm làm dây và quả bầu cắt làm bầu đàn. Mỗi khi buồn phiền, chàng lại lấy đàn ra gảy. Những tâm sự u buồn của chàng đã hóa vào âm thanh của tiếng đàn, khiến cho người và vật nghe thấy vừa say mê, vừa xao xuyến, dạo dực. Trăng bươn lặng miệng lõng khẩu sáng sợ cân lâu nằm phía tóc hua món bên bê chắc bên này bên thế mì toàn. Quen quý đông trang lõng tiếng xó tâm bóc vần vì ơi thương bì à ơi bữa bên bay bên mà linh loạn tiếng lồng sen tiếng nằm hòn nằn giờ này lầu một thân một mình bầu mì lắng mà hẹn trái buồn kết bàn cặp phù bài long của ôi chồng phù phía động bên vần vơ. Bên tôi sườn ra xiên cầm lầu bầu mì bên lăng pi tóc bươn vằn vằn tóc mử pi bươn sắp thưng tuổi 8 tuần năng bài tháp thật là buồn quá. Nàng tiền trắng bên lồng ha dơ cầm lồng theo đan thím thong thai ơi thương pi à ơi nàng nâng gầy khòn khá tuông nằm các tiên nàng dịu dít đùa cắn lồng áp nằm trần gian man quả xiên cơm chồng nàng ăn đây lại nàng tiến bốn cần hơ cùng miát ước đầy ao nàng mà hết thế lê đầy mì bàn bố nở khăm. Các nàng bên sữa lại bên mưa quặng phá thiên cung xiên câm mà càng nghĩ càng buồn chẳng nghĩ thương đàn thím thong thai ao mày mà hẹn theo bên này lăn dây tơ đó thím thong thai. Khấn dung cả nửa bốn tơ thế già ngân ngỡ tiếng đàn ơi thương pi à ơi thua lước cắm mua màng tà đai mọi cần bâu trăng tàng hẹn viết ta sao lườn mà nghe tiếng đàn mua màng bâu đầy hai bội thu. Mưa thương tiên đình ngọc hoa nghe bao lệ đại gia ơi thương pi à ơi
mà trần gian. Po cụt trăng cắt bay cậu dây, nhàng tham giấy cứu dân đồ thế. Khấn vằn việc tua khỏi thêm xa, khấn phủ lâu phủ hoa đạo lang. Xuân tuê ra mì bóng bàn khấn dâng, đây phù hộ hào quang con thơ.